hàng hóa bịt kín lối thoát nạn tại vụ cháy định công hạ Hà Nội, 3 người thoát nạn trong vụ cháy ở phố Định Công Hạ Bê bối tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn Nhật Bản đang ghi nhận số ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người tăng cao Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 4 của ngôi nhà nằm trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Dũng, 60 tuổi, sinh sống ở nhà kế bên cho biết. Khi phát hiện ra khói lửa bùng lên, nhiều người đã dùng gạch, đá, búa tạ để phá cửa sổ nhằm giải cứu các nạn nhân. Ông Dũng cho biết, mọi người ở bên ngoài dùng mọi vật dụng như gạch đá, búa tạ để phá cửa sổ nhưng rất khó khăn. Cửa sổ của căn nhà có 3 lớp, lớp kính cường lực ở bên ngoài, lớp lưới chống côn trùng ở giữa và song sắt kiên cố ở bên trong. Việc cửa sổ quá kiên cố khiến mọi nỗ lực giải cứu các nạn nhân đều bất thành. Một nguyên nhân khác khiến công tác cứu nạn người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn là mặt trước của ngôi nhà được lắp biển quảng cáo từ tầng 1 đến tầng 4. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải rất vất vả để phá kính nhưng cũng không thành. Tầng 1, 2 của ngôi nhà cũng chất kín hàng hóa gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Theo người dân sinh sống tại đây, bên trong nhà có một hệ thống thang máy và thang bộ. Tuy nhiên, ở lối thang bộ cũng xếp kín hàng hóa. Vụ cháy này có điểm tương đồng với vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã cướp đi sinh mạng của 14 người. Sân và tầng 1 ngôi nhà, nhiều xe cộ, bình ác quy và các dụng cụ sửa xe để kín lối đi. Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia của Hiệp hội Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cho biết, phần lớn các nhà ở kết hợp kinh doanh hiện nay đều tận dụng cầu thang, mặt tiền nhà, hoặc các tầng thấp làm nơi để hàng hóa. Việc sắp xếp hàng hóa kín cầu thang, tầng nhà vô tình đã bịt lối thoát nạn sinh tử của nạn nhân, ông Bùi Xuân Thái nói. Cũng theo ông Thái, người dân cần lưu ý các vấn đề khi xây dựng và bố trí đồ đạc sinh hoạt. Ông nhấn mạnh, cần đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn, gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên, như lối ra ban công, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái. Các hộ dân cần trang bị bình chữa cháy sách tay trong nhà đặt ở nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và mọi thành viên đều biết cách sử dụng thành thạo. Nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy sớm, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng khói trong nhà. Ông Thái khuyến cáo: Tuyệt đối không cất trữ hóa chất dễ cháy nổ, không để các hàng hóa, vật dụng, đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bố trí đồ đạc, vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn trong nhà. Ông Thái khuyến cáo Liên quan tới vụ cháy kinh hoàng tại phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tối ngày 16 tháng 6. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết. Thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 7 người. Trong đó, 3 người tự thoát ra ngoài là chủ nhà và con trai, con gái. Chủ nhà tự thoát nạn qua ban công tầng 5 sang mái nhà liền kề. Sau thời gian nỗ lực triển khai chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn đến khoảng 21 giờ 30 phút, các đơn vị đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Khoảng 21 giờ 47 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đưa được 4 thi thể ra ngoài. Cũng theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội, công trình xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện, nước. Quy mô công trình cao 6 tầng, một tum, diện tích mặt bằng khoảng 80 m2. Bên trong nhà có một thang bộ hở và một thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh, tầng 2, 3 là kho chứa hàng hóa. Tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình. Tầng 6 là bếp và phòng khách. Tầng tum là phòng thờ và sân phơi. Hiện công an thành phố Hà Nội đang thống kê thiệt hại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Công an Hà Nội vừa thông tin về vụ cháy nhà tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó, khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương, tổ chức chữa cháy, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 19 h 30 phút đám cháy được khống chế và 20 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 4 người đã thiệt mạng giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan công an quận hoàng mai phối hợp các cục nghiệp vụ bộ công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời công an thành phố tham mưu cho thành ủy ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp ủy ban nhân dân quận hoàng mai tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác giám định pháp y, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Nội dung trên được Bộ Y tế nhấn mạnh trong văn bản tăng cường quản lý, chỉ đạo lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh ban hành sáng 17 tháng 6. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị pháp y thực hiện khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật trong công tác giám định. Các giám định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đồng thời nghiêm túc thực hiện tự kiểm tra, đánh giá hoạt động của các đơn vị theo tiêu chí và bảng điểm quy định. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị giám định pháp y phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai ký hợp đồng phối hợp với đơn vị khám chuyên khoa, khám cận lâm sàng cho những người được chỉ định hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Thanh tra Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý khám chữa bệnh ra soát công tác giám định pháp y tâm thần tại các đơn vị, bệnh viện tâm thần trung ương 1. 2. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa Trung tâm Pháp y Tâm thần các khu vực xong trước ngày 30 tháng 6 Bộ yêu cầu giả soát, thanh tra đột xuất với các đơn vị có biểu hiện vi phạm trong giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh, đồng thời hàng năm đưa nội dung này vào kế hoạch thanh tra, trình Bộ Y tế xem xét, quyết định. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam 11 viên chức và hai cán bộ đã nghỉ hưu của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa để điều tra làm rõ một số việc liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân. Những người bị bắt gồm: bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, bác sĩ Hà Ngọc Khánh, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Thành, Lý Thị Hoài Nam và điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng, Lê Văn Hùng, viện trưởng và Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng của viện này. Chiều 16 tháng 6, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa có văn bản gửi Bộ Y tế cho hay nhiều lãnh đạo viện bị bắt và bị triệu tập làm việc không còn cán bộ làm việc về vấn đề này lãnh đạo bộ y tế cho hay bộ sẽ họp bàn cử cán bộ phụ trách viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa trong bối cảnh một số lãnh đạo bị bắt và triệu tập làm việc đảm bảo hoạt động của viện không bị gián đoạn dự kiến sẽ giao ông nguyễn văn đức phó viện trưởng viện pháp y tâm thần biên hòa phụ trách điều hành hoạt động của viện Hội chứng sốc nhiễm độc do liên cầu khuẩn, một căn bệnh có khả năng gây tử vong do vi khuẩn ăn thịt gây ra, đang lây lan nhanh tại Nhật Bản với số ca mắc trong nửa đầu năm 2024 đã vượt tổng số ca mắc của năm ngoái. Theo thông báo mới nhất của Viện Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của Nhật Bản, từ đầu năm đến nay đã có 977 ca bệnh do liên cầu khuẩn. Như vậy, số người nhiễm bệnh đã vượt tổng số ca nhiễm của cả năm 2023 là 941 ca vốn là năm có số người nhiễm cao nhất kể từ khi báo cáo được quy định bắt buộc từ năm 1999. Theo đài NHK, STSS chủ yếu do liên cầu khuẩn nhóm A, GAS gây ra và ảnh hưởng đến người từ 30 tuổi trở lên. Bệnh nhân có thể bị hoại tử chân tay và suy đa tạng. Việc nhiễm trùng này diễn tiến nhanh chóng và có thể gây tử vong. Những người trên 50 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Số ca mắc các chủng vi khuẩn có độc tố và khả năng lây nhiễm cao hơn ngày càng được báo cáo nhiều hơn, đặc biệt là ở vùng Kanto, trung tâm Tokyo. Chuyên gia Ken Kikuchi, công tác tại Đại học Y khoa Phụ nữ Tokyo, Nhật Bản, nhận định với hãng tin Bloomberg rằng, sưng tấy có thể xuất hiện ở bàn chân vào buổi sáng, lan sang đầu gối vào buổi trưa và phần lớn bệnh nhân thiệt mạng trong vòng 48 giờ. Theo ông, vi khuẩn STSS thường được cho là xâm nhập cơ thể thông qua vết thương hở nhưng trong một số trường hợp không thể xác định chính xác được nguyên nhân lây nhiễm. Ông nhấn mạnh sốt cao kèm theo mê sảng hoặc các vết thương sưng lên nhanh chóng là những dấu hiệu nguy hiểm và bệnh nhân cần phải được điều trị ngay. Với đà tăng hiện tại, ông cho rằng số ca nhiễm STSS tại Nhật Bản có thể chạm ngưỡng 2.500 trong năm nay với tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Mới đây tại Bangkok, nhà virus học lâm sàng hàng đầu Thái Lan vừa lên tiếng cảnh báo biến thể phụ KP2 của virus SARS-CoV-2 đang nhanh chóng thay thế JN1, biến thể phụ chiếm ưu thế ở nước này kể từ cuối năm ngoái. Trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ John Vuvorawan, giám đốc trung tâm chuyên ngành về virus học lâm sàng, tại Đại học Chulalongkorn cho rằng các loại vaccine hiện có vốn được phát triển để phòng ngừa biến thể phụ XBB.1.5 không có nhiều hiệu quả chống lại KP2. Nhà virus học nổi tiếng này cũng cho biết biến thể phụ KP2 hay FlyRT là đột biến của biến thể GN1, dễ lây truyền hơn và có khả năng trốn tránh hệ thống miễn dịch cao hơn, nhưng các triệu chứng của nó không nghiêm trọng hơn biến thể GN1. Ông dự đoán KP2 sẽ sớm chiếm ưu thế ở Thái Lan. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo các nhà sản xuất vaccine điều chỉnh vaccine của họ để đối phó với biến thể phụ GN1. Tuy nhiên, virus này đã biến đổi thành KP2 và nhiều khả năng các nhà sản xuất vaccine không thể theo kịp tốc độ đột biến của virus như hiện nay. Trong khi đó, giới chức y tế Thái Lan khuyến cáo du khách đến từ vùng đang có dịch cúm gia cầm H5N2 nên tự theo dõi các triệu chứng hô hấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến và nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu phát sinh các triệu chứng bệnh. Cục Kiểm soát Dịch bệnh nước này, DDC, xác nhận Thái Lan không ghi nhận bất kỳ ca cúm gia cầm nào ở người kể từ năm 2006, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng đang tích cực theo dõi các đợt bùng phát dịch có thể xảy ra ở động vật, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong trường hợp phát hiện ổ dịch. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do cúm da cầm A H5N2. Một người đàn ông 59 tuổi ở Mexico đã qua đời ngày 24 tháng 4 sau khi có biểu hiện khó thở, tiêu chảy, nôn mửa và có triệu chứng cúm. Theo người dân trên địa bàn xã đảo Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, từ chiều ngày 15 tháng 6 trên địa bàn có mưa diện rộng. Trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy, đến khoảng 17 giờ, một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến quét qua địa bàn các xã đảo Hòn Tre, làm chìm bốn ghe biển đang neo đậu và di chuyển gần bờ. hậu quả làm một ngư dân tên viết tắt là KTT, sinh năm 1982, thường trú tại địa phương tử vong. Cùng thời điểm trên. Mưa rông, lốc xoáy cũng làm tốc mái 5 căn nhà, nhiều cây cối, biển báo ngã đổ chắn ngang đường và đè vào nhà dân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường bộ và đường thủy trên địa bàn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 200 triệu đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải đã điều động 16 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với lực lượng công an và lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường giúp người dân thu gom đồ đạc, bảo vệ tài sản và thống kê thiệt hại ban đầu. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại hiện tượng ENSO, sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu hầu khắp các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới đang ở pha trung tính. Dự báo từ tháng 7 đến tháng 9, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 65 đến 75%. Dự báo từ tháng 7 đến tháng 9 trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới trong đó có khoảng 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời gian này là từ 6 đến 7 cơn trung bình nhiều năm đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn Đề phong khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông Ngoài ra, tại khu vực Bắc Bộ nắng nóng còn xảy ra đến tháng 8 và tập trung trong tháng 7 Tại Trung Bộ Nắng nóng còn xảy ra đến tháng 9, tập trung trong tháng 7, tháng 8, do vậy khô hạn ở khu vực này có khả năng còn kéo dài đến tháng 8. Cảnh báo, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9, dự báo trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, xét và gió giật mạnh.